Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay do có một số bạn thắc mắc về vấn đề thiết kế cái thang máng cáp mà có cái hình dạng bo tròn như thế này, chứ không phải là cái đường chéo mình chấn luôn. Cái này là mình phải bắt buộc mình phải uốn nha các bạn. Đấy, thì sau khi các bạn một số bạn xem video của mình hướng dẫn thiết kế cái phần thang máng cáp á, thì có hỏi cái phần nếu mà làm cái kiểu bo tròn như thế này thay vì cho cái hướng cạnh như thế này, giống như đây mình sẽ đây, thay vì ấy có cái loại người ta sẽ chấn như thế này. Mọi hiểu thế này. Đây, thay vì người ta bo tròn thì người ta sẽ chấn lên luôn. Thì phần bo tròn thì nó sẽ đẹp hơn cái phần chấn này, nhưng mà do nhu cầu sản xuất thì yêu cầu nhanh gọn, thì cái phần thay vì người ta bo tròn thì người ta sẽ làm nhanh như thế này thì cho nó chấn lên, cái là người ta hàn thanh chia vào là sẽ được lên đúng không. Thì thay vì người ta muốn đẹp thì người ta sẽ làm cái kiểu bo tròn như thế này. Còn này, trong cái vóc xoay của bạn chỗ phần tiếp giáp với bo này, cái góc bo này, cái tê này, người ta muốn uốn tròn thì các bạn sẽ thiết kế theo cái kiểu uốn tròn. Thì cái công đoạn mà cái làm cái góc bo tròn này các bạn sẽ phải uốn bằng cái máy uốn tôn bằng cơ hoặc là bán tự động, thì đi vào cái phần phái két của các bạn. Nếu mà ở đây người ta đang làm chỉ có chấn một cạnh thì nó cũng tương đối đơn giản. Đây này, nó chỉ có một cạnh, cạnh một bước chấn đấy các bạn, thì máy chấn của chúng ta sẽ không chấn được những cái đường cong như thế này. Đấy, với góc bo tròn này này thì cái máy chấn của mình là cái đường thẳng đúng không, nó sẽ không chấn được cái kiểu này, nên mình phải tách rời cái thân ở phía giữa và hai cạnh ở phía trên và phía dưới đại thang cáp này. Đấy, cái cạnh này với cái cạnh này, thì cái cấu tạo của cái chi tiết này, cái phần bên phần trước này, T này, nó sẽ gồm ba cái là thân, cái phần thân ở giữa và hai cạnh trên và cạnh dưới. Thì đi sâu vào cái phái kết thì mình xin giới thiệu như thế này. Đây, thay vì cái ban đầu là cái hướng là nó sẽ chấn lên, không có bo tròn, thì cái này là khá đơn giản. Mình sẽ cắt cái đường rất ách này và bẹ chấn 45 độ. Chấn 45 độ. Đấy, mình bẻ ngựa ra đúng không? Bước này mình chấn. Nhưng mà ở đây mình sẽ chấn hai bước. Cái đơn giản của người ta thì nó sẽ làm một bước thì nó đơn giản hơn. Nếu mà thang cáp nó nhỏ thì các bạn có thể chấn một bước được, nhưng mà thang cáp rộng thì các bạn phải chấn hai bước cho nó cứng đúng không? Cái phần này là cái phần ở phía bên này, giống như cái phần bên này. Đấy. Thì chuyển sang cái phần bo tròn. Thì đây mình sẽ vẽ cái chi tiết bo tròn cho các bạn xem. Cạnh này mình sẽ xóa đi. Ở đây mình sẽ bo tròn nó bán kính 65 chẳng hạn, cần nó đi đâu. Đấy, 65 thì hơi bé nhỉ, mình cho nó là 75 đi. Đấy, mình sẽ đối xứng nó qua đây. Đây, bây giờ các bạn sẽ thiết kế như thế này. Cái phần dựa thì cái phần này thì các bạn không quan tâm đúng không? Cái này phần này mình chấn vẫn chấn đường thẳng là nó cũng đơn giản. Chỉ quan tâm cái phần làm bo cái góc này. Thì các bạn sẽ tiến hành đo chiều dài như này. Đoạn thẳng là bao nhiêu? 155.1. Cho nó là 155 đi. 155.01. Đến đoạn này
155 đúng không? Và các bạn sử dụng công cụ đo cái độ cung cung tròn này, ARC length. Các bạn sẽ đo độ dài của cái cung các bạn vừa bò này là 177.81. Thì vấn đề bằng tay uốn các bạn uống thì không được chính xác như thế này, thì nhưng mà các bạn sẽ khi mà các bạn tính được độ dài của cái đoạn này thì các bạn sẽ uốn bằng tay, hàn tích ở điểm này mấy điểm cố định rồi các bạn sẽ hàn liền tất cả lại, thì các bạn bằng cách gò lại, gò nó theo cái đường mí thì nó sẽ được. Và khi mà kê của cái góc này, cái vấn đề cái phụ kiện thang cáp này cũng giống, tương đối cũng giống trên kinh nhé các bạn, nó chỉ khác nhau ở phần là chỗ này là cái phần thang cáp thì nó sẽ không có cái đáy ở dưới này, còn trên kinh nó có đáy, thang cáp thì có thành chia đấy. Như vậy là các bạn sẽ tính được tổng chiều dài miếng tôn cần cắt là cái tổng chiều dài của cây miếng này cho các bạn này, cây này đấy, đến đây là 155 cộng 117.81 cộng với 155 là thành bao nhiêu. Đây mình sẽ tính ra cho các bạn. Ở đây mình sẽ ví dụ là đang làm tôn ly rễ nhá, 97 này. Mình sẽ vẽ đi 155.01. Đẹp DI 155.01 và 97 đúng không? Các bạn tiến hành copy này 117.117.81 bạn nó lại lấy lại thôi nhé, cái đường này không chấn đâu. Đây mình sẽ đo cho có cái lỗ cho các bạn dùng, cái lỗ này là lỗ nó mang mang cáp đúng không? Đấy. Thì cái đoạn này nó sẽ đến đoạn này, còn cái phần 117.81 nó sẽ được uốn cong với R bằng 75 và trên này đoạn thạnh, thì cái phần này nó sẽ mình sẽ cắt như vậy. Đấy là 97. Tại sao là 97? Vì tôn 1,5 ly thì các bạn sẽ hàn cái mí trên ở phía trên này, hàn cái mí này này, đây cái mí này nó sẽ nằm ở phía trên là, và cái đáy dưới nó sẽ nằm ở phía dưới này, có nghĩa là 197 cộng 1,5 ly ở phía trên cộng 1,5 ly ở phía dưới nó sẽ thành 100, là thang cáp 100 rộng 400 đúng không, t này t đều thang cáp 400 nhân 100 tôn ly rưỡi đúng không. Đây là cái phần được cái thân, là cái này là cái thân các bạn. Đấy, cái thân là cái chính giữa này. Rồi đây các bạn sẽ làm cái tai hàn vào. Cái tai là cái này, cái điểm uốn phía cạnh này. Cái tai này các bạn, do là các bạn sẽ phải uốn lên cái tai, các bạn không thể không chấn được đoạn này đâu nhá. Các bạn sẽ tách rời riêng ra luôn. Các bạn offset cái cạnh bạn cần làm vào bao nhiêu thì các bạn offset vào bao nhiêu. Ở đây mình sẽ làm là 12 chẳng hạn. Hoặc 11.5. Đây mình sẽ up là. Đấy, sau đó các bạn copy nó ra.
Đây mình copy nó ra rồi. Đây cạnh mình 1.5 luôn. Đấy. Đây là cạnh phía dưới. Nếu mà các bạn làm có một cạnh phía ra như ở đây, chỉ làm một cạnh thò ra, thì đến đây là các bạn đã xong. Các bạn chỉ cần copy một miếng đôi xứng qua này và cắt thành 4 miếng để phía trên và phía dưới, đúng không? Đấy. Các bạn cắt cái này phần này mà gia công trên máy laser thì ok, chứ cái này mà đánh trên máy đột là rất là tốn tôn nha các bạn. Và hư dao hay mòn dao, dao của nó này sẽ rỉa cái đường này rất là lâu và xấu. Thì nếu mà các bạn chấn cạnh hai cạnh như thế này, đây, giống như mình vẽ cái hình cho các bạn xem, hình chấn nổi nhau như thế này. Đấy. Nếu mà các bạn chấn mỗi cạnh này với cạnh này thì nó đã là xong rồi, đúng không? Kiểu các bạn thêm một cạnh như thế này thì các bạn sẽ tiến hành đo cái đường này, cũng là đo cái bán kính này. Đấy. Đo cái điểm này vẫn là 155.01, còn bán kính ở phía trong này nó sẽ tăng lên là độ dài, có độ dài là 135.87. thì các bạn sẽ tiến hành cắt một cây miếng la nữa là nó như thế này. Cái cạnh xuống mình chấn cũng bằng 10 nhé, để ghi 155.01. Để cho cạnh chân vào 1 chẳng hạn. Cái này là 135.87 thì mình cho là 130. Nhưng các bạn cho làm tròn 136, nhưng mà các bạn được chính xác thì 135.87. Rồi. Đấy, như vậy là các bạn đã có một miếng. Các bạn sẽ chấm cái này thì phần này nhỏ, các bạn có thể uốn hoặc không uốn, nhưng mà các bạn sẽ tiết kiệm điểm ở đây. Các bạn sẽ để cái mép này và hàn uốn 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 lên đến cái điểm bên này, hoặc là các bạn uốn để cho uốn cho nó có hình cong thì các bạn dễ bị nắn nó hơn, gọi là gò các bạn. Đấy, và các bạn cũng cắt là một miếng bên này và một miếng bên này. Đấy, các bạn thấy nó lâu công hơn không, hơn với cái việc mà các bạn chỉ chấn ra và hạt, thì cái phần bo tròn này nó sẽ tương đối là lâu và tốn cái tôn hơn. Tôn là do cái này chỉ chiếm diện tích nó nhiều hơn này, thay vì nó làm một cái như thế này nhanh hơn, đúng không? Chấn lên không mất cái công uốn này, công hàn này. Đấy, còn cái này chỉ có mất công chấn lên. Thì sau đây mình đã hướng dẫn các bạn thiết kế dạng thang mang cáp mà có bo góc tròn. Đấy, giải đáp một số thắc mắc của các bạn có thắc mắc về cái phần phụ kiện. Thì thông qua đây thì mình cũng mong các bạn chia sẻ, like video giúp mình, giới thiệu kênh giúp mình cho những anh em cùng ngành, để các bạn cùng học tập cũng như là giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Các bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ video giúp mình nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.